Xin chào quý vị và các bạn, chúng tôi bắt đầu nhập làng. Hoàng thượng cho vài lời phát biểu. Hoàng thượng nực quá, nực quá, nực quá, không hiểu sao. Mày cứ xuất hiện ngay cái khuôn mà mày to đùng ha. Phải lên tivi, phải lên tivi, phải lên tivi. Ê, có cột quyển ước gì không nè? Mình viết cái gì đây, mình cột quyển ước đi luôn đây nè. Nè, quay video đi, cái gì cũng chơi. Đang quay nè, đang quay nè. Nè, quay đi, quay đi. Đâu có tiền gì đâu, mình cứ biết thôi. Ở bên kia có gì không? Em coi cái màn hình nha thiện, để nó không thấy gì vậy. Thầy đại diện thì giết hết nha. Ok. Mình hạnh phúc khỏe mạnh kiếm được nhiều tiền nha. Ừ. Có thể giỏi tiếng Hàn thôi chứ em không biết được tiếng Hàn. Viết tiếng Hàn đừng viết tiếng Việt, người ta không chứng được á. (웃음) 이런 거에 뭐 가족 분란이 일어나는 거지? 뭐 있으려고? 나이 성 인터뷰 다 먹는 거 아니야? 몇 거야? 겁 냐? 아, 진짜 아우 열심히 접고 뭐야 뭐 coi chừng mất đầu mất đuôi. Màn hình nhìn đẹp ha. Màn hình này nhìn đẹp nha. Cọp nha, cọp đây nha, cọp đây nha. Đẹp không? Rồi, cầu nguyện. Học phong tục đẹp của người Hàn. Để đây đi, để mình có quay trở lại, mình nhớ chỗ này nha. Ok nha. Ok nha. Rồi, đây. Rồi, đi đâu vậy? Mười mái à hả? Mười mái à? Mười mái thì mình chỗ nào cái... Đây anh cầm cho anh quay mấy đứa cho. Hả? Rồi đi vô nè, tới mấy đứa đi vô nè. Đi vô đi, đi vô dần dần đi rồi chỉnh. Akashi. Akashi hôm nay đi đâu đó? Hôm nay đi chụp hình. Đi đi vô cái chỗ cảnh mà nó quay trong cái phim mà Hề Sơn Cung á. Đây nè. Ai mà có coi phim Hề Sơn Cung thì chúng ta sẽ nhớ lại cảnh này. Chỗ lễ hội diễn ra ở cái cây quyển ước này đây. Trong này là cái phim trường cổ trang của rất là nhiều bộ phim. Treo mấy này kia. Ê, rồi, xích ra nè, xích ra nè. Rồi đi. Mình đi qua mấy cái làng đi. Cái đoạn đường này đẹp lắm nè. Ở cái này chỗ quay phim đi Tăng Cung nè. Vô chụp đi, kêu mấy đứa chụp đi. Đoạn đường này đẹp lắm nè. Vô đi, mấy người mình chụp hết luôn đi. Kêu một người ra chụp. Tao quay cái máy chứ tao đâu cố tình với mày đâu. Đây, máy đây, máy rất là đẹp. Rồi đi vô đi kìa, mấy đứa vô quay đi kìa. Cắm vô luôn đi. Thì thầy quay mà, đây là thầy đang quay nè. Sao chụp có 3 người vậy? Thầy vô luôn. Thầy vô luôn đi, rồi chụp có 3 người. Ủa, thầy nữa hả? Thầy đang quay hình mà. Quay tạm ngưng đi. Không có ngưng lại hết cái video, mất công về dựng lắm. Trời ơi. Không có thời gian, học không có thời gian. Nè, vô đây. Rồi, thiện chụp hả? Quay thằng chụp hình trước đi. Khẩu trang nhắc cũng chú áo anh được hết. Đẹp không? Đẹp không? Khẩu trang. Rồi khẩu trang hả? Ừ. Rồi. Rồi nhắc cho túi áo được. Thôi thầy cầm được rồi. Thấy chưa? Sát vô chưa? Đừng sát 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 vô cho nên tình cảm. 1 2 3 nè, 1 2 3. Rồi muốn ác xì luôn á trời. Thầy đang quay mà. Đang quay.
cái này mở khẩu trang ra, mở khẩu trang vô màn hình nó tùm lum chưa? Mở khẩu trang ra đi. Thôi. Chỗ này cảnh tao quay phim mà không đẹp sao được. Chụp đi tới rồi em. 50 ngàn một tấm. Trời ơi, giá cả phải chăng rồi. Cho bạn Trang like, chụp hình nha mọi người. Quay tay chụp hình nè mọi người ơi. Mọi người à. À. Nó hậu trường là có thầy quay rồi. Sướng còn gì bằng nó vua quay hình cho mấy đứa. Thường vua tao không có làm gì hết. Vua tao không có làm gì hết mà vua phải quay hình. Thiện ơi, đẹp không? Đẹp không? Đi vô đi. Đẹp không vậy? Nè. Đây, đi vô. Nè đây cầm cái máy ra anh thử anh chụp cho con ghệ mày cho. Nè, quay nha, quay cảnh nha. Đừng để nó gấp chết nó đâu. Cái máy này à. Anh ơi, lấy điện thoại chụp với. Thôi chụp đây đi. Điện thoại gì? Về lấy còn xài liền. Hả? Gửi qua được mà. Gì đâu, cái gì đâu. Trời ơi, nhanh đi. Cái đứng mỗi chân, tao bị si van tĩnh mạch. Cái áo kìa. Thấy chưa? Đấy. Nó quay con nghệ nó không, nó không quay cảnh nó chụp hình. Tại nào. Vô chụp hình. Thấy chưa? Không, cái này em đứng ra đường đi. Em đứng ra đường này em làm kiểu giống vậy đó. Ừ rồi. Rồi làm đi. Làm như nãy vậy hả trời? Nãy hả? Ừ. Rồi nè. Cái dép xấu rồi. Không thấy, không thấy. Đâu nè. Lại nè, 2, 3. Rồi. Không biết có đẹp không nữa. Kệ đó, chụp đại đi. À Thiện ơi, vô này Thiện. Thôi vô hai, vô lấy hết ảnh này đi. Hai đứa vô đi. Chụp em trước đi. Lại đây đi trời. Tháo khẩu trang bỏ vô túi áo. Tắt rồi. Đi rồi. Bấm vô màn hình nó rồi. Thấy ông em buộc cho thằng Trân cứ ngắt cái nó vậy ông anh nó không chịu buộc vô bỏ khẩu trang vô nó bỏ vô túi áo vô đi. Chụp đâu. Lâu dữ vậy chàng tốn quá nhiều phim rồi. Rồi chụp uyên cây luôn nha. Chụp uyên cây luôn nha. Cái máy này à, cái máy này khó chụp hơn cái máy này nha. Thầy phải chỉnh rồi. Thầy rồi chưa? Rồi 1, 2, 3 lại nha, 1, 2, 3 cái nữa nha, 1, 2 người đi kìa, có người đi cho người ta đi qua cái đâu có cứ vô bình thường đi. Trời ơi cái thằng này vô đi, vô đi hẹn bình thường mà. Tự nhiên em kêu anh đi qua chi vậy? Đi qua sau lưng em lao nữa thôi vậy đó. Chưa. Chưa? 1, 2, 3 Mấy cái người handbook là thường người ta sẽ dùng đứng như nè. Để cái người handbook là cái người ta sẽ đứng như nè. Hiểu không? Cái tay người ta sẽ để như nè. Cái tay handbook là đây. Handbook là nè. Không có, handbook là tao phải nắm cái như nè, tao để lên như nè là mới ra cái dáng của handbook thiệt luôn. Không, bộ đồ của thầy kìa. Vua nó vậy đó. Rồi kia chỉnh lại cho lát đi chỉnh trước đây là chỉnh sao làm lại vậy nè là em phải dạ áo em nắm lên vậy nè nó vậy nè nó em không đúng hết luôn vậy nè là nó mới ra cái của handbook thấy chưa vậy hả hả là vậy. cái tay bên đây hay là vậy hả em bỏ cái túi đó ra đi đừng chụp cái túi bỏ cái túi ra đi rồi túi nặng vậy. Rồi, đúng rồi. Túi hai cái điện thoại mà. Này chơi này chủ yếu lấy người thôi nha. Ba ra đứng ra đây. Đứng cái cảnh qua đây nè. Đừng có chụp cái cây. Này chơi đúng rồi. Rồi nào, một. Đó vậy đó, nhìn vậy đó. Ừ. Rồi nha, 1 2 3 cái nữa nè, 1 2. Ba cái nữa nè, 1 2. Ba rồi. Thì cái máy này không quen cho nên thầy không biết chụp nha. Rồi cái gì mãi vô mãi chụp đi. Tại máy này không có quen nên không chụp được. Đây. Đẹp ha.
đẹp ha. Rồi đưa nó nói đây. Chào nó. Lên đồ đẹp quá. Rồi đi, đi đi nhiều cảnh đẹp lắm, tự nhiên đứa ở đây mất thời gian chỗ này không vậy? Em thấy chỗ này đẹp mà. Đi vô cổng đi. Còn nhiều dữ lắm. À trời ơi, ở cổng mới là tiệc cảnh, ở đây mới chỉ là sơ sơ thôi hả? Quay hình lấy tiếng tự động mà tụi bay cãi lộn với nhau không tụi bay? Đây là cái làng nghề. Đây đây nè, Thiện qua đây nè Thiện. Mình đi hết vòng rồi luôn nè. Đây đẹp nha. Ôi khẩu trang đâu rồi. Điên hồi quay khẩu trang. Đây là mấy cái làng nghề của Hàn Quốc á. Ồ đẹp quá. Giống như đi lễ hội vậy. Làm nghề rèn. Nghề rèn với mấy cái dụng cụ làm nông. Các loại dụng cụ làm nông. Ủa mấy đứa đâu rồi? À chụp ảnh nữa hả? Đây là đội hình rất là thích chụp ảnh. Nhưng mà bị đôi đôi nhét nè. Anh ơi nè, anh ơi nè. Nhà toàn tóc. Cái này là khi mà đẻ con là người ta sẽ treo trước nhà vậy. Đặc biệt là có trái ớt này thì là giống như là thông báo đẻ con trai. Tại vì trái ớt nó còn là cái nghĩa như vậy đó các bạn. Ủa tụi nó tới đây rồi hả? À nó quay, nó qua bên đây để nó quay cái ông thợ, ông ngồi, ông đang dạ, đang cái chú. Như o thằng nhi. Ông thợ bán giống như là gì ta, kẹo kéo của mình em mà hiện đại không? À, chỗ này nhuộm, kêu tụi nó qua coi chỗ đồ nhuộm nè. Nhuộm vải á, à, đẹp ghê không? Nhuộm tự nhiên. Wow, đẹp ha. Ủa, cái trái tim luôn nè. Đẹp quá. Đây là nhà để nhuộm đồ. Ừ.
Xếp hàng để nhận. Ồ, nhiều trái tim ghê luôn. Nhà này nhà hồi xưa để người ta nhuộm vải. Đến tới giờ lại lấy. Ủa mấy đứa kia nó chụp hình đâu rồi? Chụp xong chưa? Còn chưa đi qua đây nữa hả? Ủa chừng bị lạc nhau á. Ủa chỗ này ta trồng, nhà này là để trồng nông nè. À này thuốc lá hả ta? Cây thuốc lá bên hàng nè. Nè tham bê nè. Nè tham bê nè. Chỗ này là nhà trồng thuốc lá. À trồng cây bông gòn để trồng trồng bông để dệt vải nè. Nè mấy này là bông nè. Buộc hoa. Nhà này là nhà này trồng thuốc lá nè, bởi vì có thuốc lá thu hoạch ở đây nè. Đây là cây thuốc lá đã được phơi khô. Ủa em tìm được tụi nó chưa? Không thấy.